はい、皆さん、こんにちは。今日はまた第33課の言葉を説明していきたいと思います。Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào học từ vựng của bài số 33 trong quá trình Vina sơ cấp 2. はい、皆さん、一緒に練習しましょう。逃げます。逃げます。chạy trốn, bỏ chạy. Âm Hán, chữ đào. 地震があったら外へ逃げないで。机の下に入ってください。Khi có động đất thì không bỏ chạy ra ngoài mà hãy chui xuống gầm bàn. Sawagimasu. Sawagimasu làm ồn, làm zoom bang. Âm Hán chữ tao. Sawaguna. Yuki-chan ga neteiru kara. Không được làm ồn bởi vì bé Yuki đang ngủ. Akiramemasu. Akiramemasu từ bỏ, đầu hàng. Âm Hán chữ đế.Akirame nai de moichi do gambatte kudasai. Đừng từ bỏ, hãy cố gắng thêm một lần nữa. Nagemasu. Nagemasu ném, âm Hán chữ đầu. Boru o jyoku nagero. Hãy ném bóng thật mạnh. Mamorimasu. Mamorimasu tuân thủ, âm Hán chữ thủ. Shikari gakko no kisoku o mamotte kudasai ne. Hãy tuân thủ nội quy của công ty một cách chuẩn chỉnhAgemasu. Agemasu nâng lên, tăng lên, nâng, âm Hán chữ thượng. Koko ni mono o irete kara agete oite kudasai. Sau khi cho đồ vào đây, hãy cho lên nhé. Sagemasu. Sagemasu hạ xuống, giảm xuống, xuống, âm Hán chữ hạ. Abunai yo, hayaku sagete. Nguy hiểm quá, hãy cho xuống mau lên.Tsutaemasu. Tsutaemasu truyền, truyền đạt, âm Hán chữ truyền. Watanabe-san ni ashita no party wa 8 giờ kara da to tsutaete itadakemasen ka? Có thể truyền đạt giúp tôi tới chị Watanabe rằng bữa tiệc ngày mai bắt đầu từ lúc 8 giờ được không? Chuishimasu. Chuishimasu chú ý, âm Hán chữ chú và chữ ý. Michi o wataru toki kuruma ni chuui shite kudasai.Khi sang đường, hãy chú ý xe ô tô. Hazushimasu. Hazushimasu, rời, không có ở vị trí chỗ ngồi hoặc hiện không có ở đây. Âm Hán, chữ ngoại. Moshimoshi, Yamada bucho wa irasshaimasu ka? Suimasen, ima sekki ga hazushite imasu ga. Alo, cho tôi hỏi có anh trưởng phòng Yamada ở đây không ạ? Xin lỗi, hiện anh ấy không có ở chỗ ngồi của mình ạ. Tức, hiện anh ấy không có ở đây.Dame na. Dame na. Hỏng, không được, không thể. Nè, それはダメですよ. ちゃんとしてください. Này, như vậy là không được đâu. Làm cho cẩn thận vào. Seki. Seki. Chỗ ngồi, ghế. すいません. Yamaguchi san wa ima seki ga hazu shitei masu ga. Ato de kochira kara denwa shitei itadakemasen ka?Xin lỗi, bây giờ anh Yamaguchi không có ở chỗ ngồi. Tôi có thể gọi điện thoại cho anh sau được không? Fight. Fight. Quyết chiến, cố lên, thể hiện cổ vũ. Yamada-kun, makenai de, fight. Anh Yamada không được thua nhé, cố lên. Mark. Mark, ký hiệu. Sumimasen, ano mark wa doyu imi desu ka?あれはここに車を止めるなという意味ですよ。Xin lỗi, cái ký hiệu kia có nghĩa là gì vậy ạ? Nó có nghĩa là không được đỗ xe ô tô ở đây. Boru. Boru. Quả bóng, trái bóng. Boru o nageru na abunai yo. Nguy hiểm quá, không được ném bóng. Sentakuki. Sentakuki. Máy giặt. Âm Hán chữ tẩy.Chữ chạc và chữ cơ. Toshiba no sentakuki wa benri dashi nedan mo amari takaku nai desu ne. Máy giặt của hãng Toshiba tiện lợi và giá cả cũng không đắt đỏ lắm. Kisoku. Kisoku, quy tắc, nội quy. Âm Hán chữ quy và chữ tắc. Kaisha no kisoku o shikkari mamotte kudasai ne. Hãy nghiêm chỉnh tuân thủ nội quy của công ty.Shiyou kinshi. Shiyou kinshi, cấm sử dụng. Âm Hán chữ xứ, chữ dụng, chữ cấm và chữ chỉ.
Kê tai đen qua siyo kin si wa Kê tai đen qua o tsukau na という意味です Câu kê tai đen qua siyo kin si có nghĩa là cấm được sử dụng điện thoại di động Tachi iri kin si Tachi iri kin si Cấm vào Âm Hán chữ lập, chữ nhập, chữ cấm và chữ chỉ Tachi iri kin si wa危ないですからここに入ってはいけないという意味です Câu Tachi iri kin si có nghĩa là bởi vì nguy hiểm cho nên cấm được vào đây Iriguchi Iriguchi cửa vào Âm Hán chữ nhập và chữ khẩu Sumimasen Are wa nan to yomun desu ka? Iriguchi to yomimasu Xin lỗi, từ kia đọc là gì vậy ạ? Đọc là Iriguchi Deguchi Deguchi cửa ra Âm Hán chữ xuất và chữ khẩu Sumimasen Deguchi wa doko desu ka? Asoko desu Xin lỗi, cửa ra ở đâu vậy ạ? Ở phía đằng kia Hijoguchi Hijoguchi cửa thoát hiểm Âm Hán chữ phi, chữ thường và chữ khẩu Sumimasen Are wa nan to yomun desu ka? Hijoguchi to yomimasu Xin lỗi, cái kia đọc là gì vậy ạ? Đọc là Hijoguchi Murio Murio miễn phí Âm Hán chữ vô và chữ liệu Murio itte duyu imi? Okane o harawanakute mo ii tuyu imi yo Cái câu Murio có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là không cần phải trả tiền cũng được Honjitsu kyugyo Honjitsu kyugyo Hôm nay đóng cửa, hôm nay nghỉ Âm Hán chữ bản, chữ nhật, chữ hưu và chữ nghiệp Honjitsu kyugyo wa duyu imi desu ka? Kyo wa yasumi da tuyu imi desu yo Cái từ Honjitsu kyugyo có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là hôm nay nghỉ Egyo chiu Egyo chiu đang mở cửa, đang kinh doanh Âm Hán chữ doanh, chữ nghiệp và chữ chung Egyo chiu wa duyu imi desu ka? Mise ga aite iru tuyu imi desu yo Cái từ Egyo chiu có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là bây giờ cửa hàng đang mở cửa, tức cửa hàng đang kinh doanh bán hàng Siyo chiu Siyo chiu đang sử dụng Âm Hán chữ xứ, chữ dụng và chữ chung Siyo chiu wa duyu imi desu ka? Ima tsukatte iru tuyu imi desu yoTừ siyo chiu có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là bây giờ đang sử dụng, tức thông báo cho người khác rằng mình đang sử dụng. Chiu sa jo Chiu sa jo, bãi đỗ xe. Âm Hán chữ chú, chữ sa và chữ trường. Sumimasen, chiu sa jo wa dochira desu ka? Sumimasen, chiu sa jo wa dochira desu ka? Ano biru no ushiro desu yo. Xin lỗi, bãi đỗ xe ở đâu vậy ạ? Nó ở phía đằng sau tòa nhà kia.Chiusha Ihan Chiusha Ihan Đỗ xe trái phép Âm Hán chữ chú, chữ sa, chữ vi và chữ phản Chiusha Ihan wa Kuruma o tomete wa ikenai tokoro ni Kuruma o tometa Tuyu imi desu Chiusha Ihan có nghĩa là bạn đã đỗ xe ô tô Ở nơi cấm đỗ xe ô tô Kesatsu Kesatsu Cảnh sát Âm Hán chữ cảnh và chữ sátすみませんが、財布をなくしたんですが、どうしたらいいですか？警察に行ったらいいですよ。Xin lỗi, tôi đã làm mất ví. Tôi phải làm thế nào bây giờ thì được ạ? Hãy nói với cảnh sát thì tốt đấy ạ. Bakin Bakin, tiền phạt. Âm Hán, chữ phạt và chữ kim. Bakin wa ikura desu ka? 12,000円 desu. Tiền phạt bao nhiêu vậy ạ? Là 12,000 yên.終わりました。ご視聴どうもありがとうございました。皆さん、毎日よく練習してくださいね。では、失礼します。